13 bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về nàng tiên cá mà 99% bạn chưa biết. Nàng tiên cá có thực sự tồn tại? Bí ẩn về hội chứng bệnh người cá có điều gì đáng sợ? Hay bộ tộc người cá ngoài đời thực trông sẽ ra sao đây? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Có bạn nào ở đây tin rằng người cá thực sự tồn tại hay không? Comment suy nghĩ cho mình biết nhé. Các bạn thân mến, chắc hẳn là chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh người cá xuất hiện trong rất nhiều những bộ phim thiếu nhi mà tuổi thơ không ai là không biết. Tuy nhiên, bí ẩn về sinh vật này cho đến nay vẫn là một thách thức vô cùng lớn đối với các nhà khoa học. Vậy thực hư về nàng tiên cá có những điều gì bất ngờ? Họ có thật hay không? Và bí mật về họ còn có điều gì nữa đây? Hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và giải mã ngay trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu người cá là ai? Các bạn thân mến, chắc hẳn là chúng ta đã quá quen với danh từ người cá và hẳn đã biết đến sinh vật này trong những câu chuyện dân gian. Nhưng thực chất thì người cá là ai đây? Người cá vốn được biết đến là một sinh vật thủy sinh huyền thoại với phần cơ thể giống hệt như một cô gái, da trắng, tóc dài thướt tha. Nhưng nửa dưới là một cái đuôi to được bao bọc bởi lớp vảy lớn giống như là đuôi cá. Hình tượng này đã xuất hiện trong văn học dân gian của nhiều nền văn hóa trên thế giới, bao gồm cả vùng Cận Đông, Châu Phi và Châu Á, cũng như các câu chuyện thần thoại của nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao con người lại biết đến người cá và người cá bắt nguồn từ đâu? Các bạn hãy cùng Kính Lúp tìm hiểu ngay ở phần tiếp theo nhé! Thứ hai, truyền thuyết về người cá. Nhiều nền văn hóa từ Đông sang Tây có chuyện kể về các sinh vật biển bí ẩn, trong đó có nàng tiên cá. Truyền thuyết kể về nàng tiên cá đã xuất hiện từ khoảng 700 cho đến 1000 năm trước công nguyên. Nữ thần mình người đuôi cá Astagatis trong nền văn hóa Syria cổ được gọi là Derketo. Astagatis yêu say đắm một chàng trai chăn cừu nhưng mà lại vô tình giết chết người mình yêu. Cảm thấy tội lỗi, Astagatis đã gieo mình xuống biển với hy vọng sẽ trở thành cá. Nhưng vẻ đẹp tuyệt vời của Astagatis đã không thể biến hoàn toàn thành cá, mà chỉ có nửa dưới biến đổi được. Từ đó, Astagatis được tôn thờ là nữ thần trông coi sự sinh sản trên mặt đất và dưới nước. Người Syria cổ xây dựng đền thờ lớn nhất cho Astagatis ở tỉnh Ascalon và không ai được phép ăn những con cá trong vùng hồ nước gần đó. Tuy nhiên bên cạnh đó, thì theo phiên bản trong thần thoại Hy Lạp, nàng tiên cá vốn được biết đến là Siren. Từ xa xưa, họ thực chất là những sinh vật nửa người nửa chim hay còn gọi là điểu nhân, có giọng hát vô cùng tuyệt vời. Nhưng trong một lần tham gia một cuộc thi hát được nữ thần Hera tổ chức, họ đã thua cuộc trước giọng ca ngọt ngào của các nữ thần âm nhạc. Thế là họ bị vặt hết lông để làm áo khoác cho nữ thần Hera, coi như là trả giá cho sự liều lĩnh thách thức thần linh của mình. Từ đó, họ không còn cất cánh bay được nữa mà các Siren đành hạ thế sống trên các mỏm đá trên hòn đảo Ante Moessa nằm giữa vùng biển Sicily và Italy. Còn ở châu Á, nàng tiên cá đã có mặt rất sớm trong nền văn hóa của Nhật Bản với tên gọi là Ningyo hay Gyojin. So với những họ hàng của mình thì những nàng tiên cá trong hình dung của người Nhật Bản thì có phần đáng sợ hơn. Họ thường được miêu tả là những sinh vật với nửa thân trên là khỉ và nửa dưới là cá. Đôi khi thì người cá của Nhật Bản được mô tả là trông rất dữ tợn với những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Vậy thì đã bao giờ các bạn tự hỏi là người cá, nhân vật đáng yêu của tuổi thơ chúng ta có thật sự hiền lành, thánh thiện và xinh đẹp như là trên phim hay không? Tìm hiểu ngay phần tiếp theo để biết sự thật nha! Thứ ba, sự nguy hiểm của các người cá. Nếu các bạn còn đang mơ mộng về một nàng tiên cá có tấm lòng nhân hậu và đầy khả ái giống như nàng Ariel trong truyện cổ tích của Disney, thì sau khi nghe sự thật dưới đây, chắc chắn các bạn phải nghĩ lại đấy. Được biết, các nàng tiên cá thông thường hay được biết đến với khả năng ca hát trên cả tuyệt vời. Tiếng ca đó có thể làm mê hoặc bất kỳ thủy thủ đoàn nào vô tình đi ngang qua vùng biển mà họ đang sinh sống. Trong thần thoại châu Âu, mục đích của nàng tiên cá khi quyến rũ thủy thủ đoàn chính là để họ lơ là cảnh giác, bị rơi xuống biển hoặc tàu thuyền va vào đá ngầm mà chết. Từ đó, xương cốt của các thủy thủ sẽ được các nàng tiên cá mang về làm nhạc cụ âm nhạc. Tuy vậy, bên cạnh những nàng tiên cá xấu tính cũng có những nàng tiên cá tốt tính khi xuất hiện cất giọng hát thông báo về hiện tượng thời tiết xấu sắp xảy ra, giúp cho các tàu thuyền nhanh chóng chuyển hướng hoặc ghé vào hòn đảo nào đó để tránh. Nhưng cũng có khi họ cứu sống những thủy thủ bị đắm tàu và những thủy thủ này sau đó sẽ ở lại hòn đảo sinh con đẻ cái cùng với những người cá và dần dần biến thành những mermen, tức là người cá nam. Chính vì điều này mà người ta tin rằng những người phụ nữ có chồng đi biển rất căm ghét các nàng tiên cá vì cả gan quyến rũ người đàn ông của họ. Ui, đúng là không thể đùa được với mấy con giáp thứ 13 người cá này được. Nguy hiểm thật sự luôn. Và các bạn cảm thấy thế nào sau khi biết được sự thật này? Comment suy nghĩ cho mình biết nha. Và cho tới hiện nay thì các nhà nghiên cứu vẫn cố gắng đi tìm lời giải đáp về việc nàng tiên cá có thực sự tồn tại hay chỉ là trong những câu chuyện truyền thuyết. Thực hư ra sao? Hãy cùng admin tìm hiểu phần tiếp theo nhé.
Thứ tư, những bằng chứng chân thực về sự tồn tại của người cá. Người ta thường nói không có lửa làm sao có khói, và tất nhiên mỹ nhân ngư không chỉ là những sinh vật trong truyền thuyết. Trong suốt nhiều thế kỷ qua đã có rất nhiều người từng bắt gặp người cá. Những thông tin như vậy còn kéo dài mãi cho tới ngày nay. Nhiều bằng chứng trong quá khứ đã ghi nhận sự tồn tại của người cá. Những nhà hàng hải nổi tiếng đều có ghi nhận về những chuyến đi gặp những cô gái của biển cả. Vào năm 1493, tại ngoài khơi của bờ biển Hispaniola, nhà thám hiểm Christopher Columbus đã nhìn thấy ba nàng tiên cá nhảy cao lên từ mặt biển. Columbus đã viết trong cuốn nhật ký tàu của mình, họ không đẹp như tranh vẽ, mặc dù ở một mức độ nào đó họ có nét giống con người trên khuôn mặt. Ông cũng lưu ý rằng ông đã nhìn thấy những sinh vật tương tự trên bờ biển Tây Phi. Bên cạnh đó thì hình ảnh nữ thần Atargatis trong hình dạng mình cá trên một đồng xu của Hy Lạp cổ đại của Demetrius đệ tam Eucharis. Và tất nhiên, nếu như không có thật thì người ta sẽ không in hay là vẽ lại được những gì mà họ không thấy ngoài đời thực. Hay nổi tiếng nhất thì có lẽ phải kể tới mỹ nhân ngư Fiji, một sinh vật quằn quại với khuôn mặt gớm ghiếc và hình dáng kỳ lạ. Với chiều dài chỉ vỏn vẹn 52,5cm, chiều cao 21cm và bề ngang 21,2cm. Được ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 1842 tại New York, Fiji như một phép nhiệm màu trước con mắt tò mò của những người chứng kiến. Và một quý ông tự xưng là tiến sĩ Griffiths đã đảm bảo đây là người cá có thật 100% do một ngư dân của người Nhật bắt được. Chưa dừng lại ở đó thì vào ngày 4 tháng 6 năm 2009, ngư dân mạng truyền tay nhau clip quay được nàng tiên cá xuất hiện ở Kiryat Jam, Israel với tốc độ chóng mặt. Theo đó, một thanh niên có tên là Cohen và bạn của mình đã quay được cảnh một nàng tiên cá nằm trên mỏm đá và nhanh chóng lặn mất hút xuống biển khi mà thấy người lạ. Tiếp đó thì một bài báo trên trang The Quickly World Report còn đề cập tới một phát hiện tại bờ biển Nam Tư, hiện là Croatia, với nội dung tìm thấy hóa thạch người cá, sinh vật đáng kinh ngạc tung hoành trên biển cả 12.000 năm trước của tác giả Susan Jimison. Các nhà khoa học đã khai quật được hóa thạch nguyên vẹn đầu tiên của người cá và phát hiện rằng người cá là một loài động vật săn mồi hung dữ, nguy hiểm, có khả năng kết liễu các sinh vật biển và các thủy thủ không may giống như là loài cá mập khát máu. Hóa thạch được phát hiện trong một tảng đá vôi trồi lên tại bờ biển Nam Tư. Thi thể được bảo quản hoàn hảo của nó có một cái miệng với cơ hàm chắc khỏe và những cái răng sắc bén như là dao cạo. Với rất nhiều những nhân chứng, bằng chứng quá là chân thực như vậy thì thực sự khó mà chối cãi được. Và chính bản thân mình cũng tin sinh vật này là hoàn toàn có thật đấy. Còn ý kiến của các bạn thì sao đây? Comment suy nghĩ cho mình biết nha. Và các bạn ạ, thật là đáng sợ khi mà trên thế giới có tồn tại một căn bệnh kỳ lạ liên quan tới người cá đấy. Thứ 5, hội chứng người cá. Các bạn thân mến, trong thực tế có một bất thường bẩm sinh được gọi là hội chứng người cá, trong đó trẻ em sinh ra với đôi chân được hợp nhất thành một như hình dạng của một chiếc đuôi cá. Hội chứng người cá lần đầu tiên được ghi nhận trong y văn từ năm 1572. Cái tên của hội chứng này đó là Sirenomelia, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, với Siren là để chỉ những người cá trong thần thoại. Người có giọng hát mê hoặc đàn ông giống như những nàng tiên cá và melos có nghĩa là chân. Sirenomelia hết sức hiếm gặp với tần suất vào khoảng 1 trong 100.000 ca sinh sống. Tuy nhiên, nguy cơ mắc phải hội chứng này cao hơn từ 100 cho đến 150 lần ở những ca song sinh cùng trứng so với thai đơn hoặc là thai song sinh khác trứng. Sirenomelia xuất hiện ngẫu nhiên, không phân biệt chủng tộc hay là vùng địa lý nào cả. Uầy, thực sự là quá đáng sợ các bạn ạ. Không thể tin rằng trên đời lại có một căn bệnh kỳ lạ và hiếm có đến như thế đấy. Tuy nhiên, bất ngờ hơn nữa là đến cả những nàng tiên cá vốn nổi tiếng hiền lành, đáng yêu như trên phim lại che đậy những sự thật mà không phải ai cũng biết. Sự thật hết hồn đằng sau cái kết viên mãn trên phim. Ai mà đã xem nàng tiên cá bao sinh, bao hát hay của nhà Disney rồi thì sẽ biết cái kết cho tình yêu giữa nàng Ariel và hoàng tử Eric cứ phải gọi là ngọt sâu răng, ngọt bá cháy bọ chét luôn. Ấy vậy mà có ai ngờ trên phim ngôn tình là bao nhiêu thì phiên bản gốc do tác giả Hans Christian Andersen sáng tác lại đen tối và đau đớn bấy nhiêu. Theo đó, mở đầu câu chuyện cũng là cảnh hoàng tử đang đi vi hành trên biển thì bất ngờ gặp sóng dữ đánh cho tơi tả hoa lá. May có nàng tiên cá tốt bụng đã cứu giúp đưa chàng vào bờ. Đen một nỗi là chàng còn chưa tỉnh lại thì nàng đã quay xe rời đi. Thế là bao nhiêu công lao lại vô tình thuộc về một cô gái lạ hoắc, tiến đến đúng lúc chàng hoàng tử bừng tỉnh khỏi kiếp nạn. Thế là chàng và cô gái kia đem lòng yêu nhau. Còn về phần nàng Ariel, sau khi trở về thì nàng cũng tương tư theo chàng hoàng tử luôn. Và sau khi đắn đo 7749 lần, nàng quyết định đến gặp một phù thủy biển để đánh đổi giọng hát trong veo lẫn chiếc lưỡi của mình chỉ để đổi lấy đôi chân của người thường.
đôi chân tuyệt đẹp khiến cho nàng có thể nhảy múa xuất sắc hơn bất kỳ ai, nhưng nó cũng có cái giá của mình khi mà mỗi bước đi trên đôi chân ấy sẽ khiến cho nàng đau đớn như đi trên hàng ngàn mũi dao đâm. Điều này khiến đôi chân của nàng liên tục chảy máu. Không chỉ dừng lại ở đó, nàng tiên cá sẽ đánh mất đi linh hồn của mình nếu không có được nụ hôn tình yêu của chàng hoàng tử. Và nếu hoàng tử cưới người con gái khác thì hôm sau, nàng sẽ chết và tan biến thành bọt biển. Dẫu vậy, nàng tiên cá nhỏ vẫn chấp nhận đánh đổi để được gặp hoàng tử. Nhưng nàng đâu có ngờ, sau khi hiểu lầm, cô gái lạ kia chính là người đã cứu mình. Hơn nữa, lại còn là công chúa của nước láng giềng. Quá môn đăng hộ đối, chàng hoàng tử cưới luôn cô gái lạ, mặc cho trái tim của nàng tiên cá nhỏ vụn vỡ và phải đối mặt với cái chết cận kề. Xót thương cho em gái, những người chị của nàng tiên cá đã đem tới một con dao của mụ phù thủy biển. Chỉ cần nàng tiên cá nhỏ đâm chết hoàng tử và để máu của chàng chảy xuống chân thì mọi lời nguyền sẽ bị phá bỏ và nàng cũng sẽ trở lại là tiên cá như xưa. Nhưng mà khổ nỗi, đâu ai muốn bình thường khi yêu các bạn ơi, nhất là khi còn là tình đơn phương. Thế là nàng tiên cá nhỏ đã lựa chọn cái chết để nhường lại hạnh phúc cho ai kia. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại trai, à nhầm, dại dột mù quáng trong tình yêu. Và ở đây có chị em nào đang yêu đơn phương rồi thì comment ngay "tôi yêu đơn phương" để xem là có ai chung cảnh ngộ với nàng ấy không nha. May sao mà cái kết đã được sửa đổi rồi, chưa xem xong đến át còn đau lòng theo nàng Ariel đây này. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá nhân vật bí ẩn nhất, nàng tiên cá mà đến fan cứng cũng chưa chắc đã biết đâu. Mẹ của nàng tiên cá là ai? Các bạn biết không, ngoài hai nhân vật chính là công chúa và hoàng tử thì những nhân vật phụ như là gia đình của nàng Ariel cũng được rất nhiều người quan tâm và chú ý. Vậy xem nàng tiên cá đến thua cả kịch bản, nhưng liệu các bạn có biết mẹ của Ariel là ai hay không? Bạn nào mà trả lời được thì đúng là xuất sắc thông minh luôn. Còn nếu mà chưa biết ý, thì cứ xem tiếp video của Kính Lúp nha. Theo như mình tìm hiểu, mẹ của Ariel là vợ của vua Triton và chính là nữ hoàng Athena của một vương quốc Mephok ở dưới nước có tên là Atlantica. Thật không may, cô ấy đã chết do đụng độ với một con tàu cướp biển lớn khi Ariel còn rất nhỏ. Quá đau đớn trước cái chết của vợ, vua Triton trở nên căm ghét con người và từ đó cấm luôn các cô con gái rượu không được đến gần loài người nữa. Tuy nhiên, ghét của nào trời trao của đấy, cô con gái út của Hải Vương lại lỡ đắm say một hoàng tử trên cạn và luôn ao ước có một đôi chân để có thể tự do chạy nhảy như loài người, để rồi từ đó mở ra một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ và thú vị của cô công chúa nhỏ tại thế giới loài người. Vậy đã bao giờ các bạn thắc mắc con của nàng tiên cá và con người chúng ta thì trông sẽ như thế nào hay chưa? Hãy cùng khám phá ngay phần tiếp theo nhé! Bí ẩn về con gái của nàng tiên cá Ariel. Các bạn thân mến, với profile cứ phải gọi là đỉnh của chóp, bao gồm ông ngoại là hải vương thống trị một vùng biển cả, bà ngoại là nữ hoàng của vương quốc Atlantica, mẹ là công chúa tiên cá, còn bố là hoàng tử, tương lai sẽ trở thành một vị vua, cai trị cả một đế quốc. Khỏi cần phải giới thiệu thì ai nấy đều có thể tưởng tượng ra cuộc sống vương giả sinh ra đã phải lùi cả mấy chục km mới về đến vạch đích của Melody, con gái Ariel rồi. Theo tìm hiểu, trong phần ngoại truyện Return to the Sea, nàng tiên cá Ariel và hoàng tử Eric đã trở thành vua và hoàng hậu, sinh hạ được một cô con gái cá tính đặt tên là Melody. Mà các bạn thì biết rồi đấy, con nhà công không giống lông thì cũng giống cánh. Melody thân là công chúa nhưng lại cực kỳ đam mê khám phá mạo hiểm, y hệt như tính cách của mẹ cô năm xưa. Chỉ khác có điều, nếu như Ariel ngày xưa luôn khao khát có một đôi chân như con người, thì giờ đây Melody lại luôn mong ước được có đuôi cá giống như ông ngoại mình để thỏa sức bơi lội và trở về quê hương, nơi cô vốn thuộc về. Thế rồi chuyện gì đến thì cũng đến. Năm Melody tròn 12 tuổi, mặc dù bị cha mẹ cấm ra biển vì sợ mụ phù thủy độc ác một lần nữa sẽ tìm đến và làm hại đến con gái cưng, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể cưỡng lại và ra biển chơi cùng với những người bạn như là cua Sebastian và mong biển Skirtle. Thậm chí, cô còn hồn nhiên tìm đến mụ phù thủy Morgana, chị gái của mụ Ursula kể trên, để tìm hiểu về nguồn gốc người cá của mình nữa. Và chả mấy khi, mỡ dâng tận miệng mèo, nhân cơ hội này thì mụ phù thủy xấu xa liền gạ Melody đổi chiếc đuôi cá để lấy cây đinh ba quyền lực của ông ngoại. Và cái kết thì các bạn cũng đoán ra được rồi, với sự ngây thơ hết phần thiên hạ của mình, Melody liền lẻn vào vương quốc người cá và lấy trộm cây đinh ba của ông ngoại cho mụ phù thủy, hại cá cô lẫn người mẹ của mình suýt chết. May mà ông ngoại còn đến kịp thời, chứ không thì Melody với cả Ariel cũng đã bay màu luôn rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá ngay những cách tạo hình cho những nhân vật diễn viên siêu độc lạ ngoài đời thực. Bất ngờ về tạo hình được lấy ngoài đời thật của các nhân vật trong phim.
Các bạn thân mến, xem nàng tiên cá thì ắt hẳn ai nấy đều ấn tượng với tạo hình cực chất chơi người rơi của nàng Ariel, từ mái tóc đỏ hot trend đi trước thời đại đến chiếc đuôi cá xanh đầy thướt tha khiến ai cũng u mê không lối thoát. Thế nhưng càng bất ngờ hơn là mỹ nhân nguyên bản của nàng tiên cá Ariel ngoài đời thật còn xinh đẹp và thướt tha đến từng chân tơ kẽ tóc, bỏ xa phiên bản Disney trên phim luôn. Theo đó, Brinkley và Milano chính là những cái tên có đóng góp lớn cho tạo hình công chúa độc lạ của Ariel. Là biểu tượng phong cách thập niên 70 và 80, Brinkley đã biết đến là một ngôi sao tuổi teen nổi tiếng với kiểu tóc mái ngố cùng với gương mặt trẻ trung và nữ tính. Tình cờ là tất cả những đặc điểm nổi bật này đều có thể cho thấy rõ ràng trong tạo hình của nàng Ariel. Cũng giống như Brinkley, Milano cũng là một trong những sao nhí được săn đón nhất lúc bấy giờ nhờ nhan sắc trong trẻo đẹp như một giấc mơ. Đặc biệt, chính mái tóc dài bồng bềnh như lụa của Milano đã truyền cảm hứng sâu sắc tạo nên mái tóc đỏ dày huyền thoại của nàng Ariel. Ngoài nàng tiên cá thì hình tượng về mụ phù thủy xấu xa cũng rất được chú ý. Theo tìm hiểu, trước khi trở thành mụ phù thủy mập ú qua nhiều xúc tua thì nhân vật Ursula được phác thảo như một con bọ cạp với rất nhiều gai. Tuy nhiên sau đó, người ta đã thay đổi tạo hình của Ursula thành 8 xúc tua cho giống bạch tuộc. Thế nhưng, một nhân vật phụ có quá nhiều xúc tua thì rất khó khăn với những người vẽ hình nên biên tập đành quay xe một lần nữa. Chốt hạ nhân vật béo Ursula gian xảo với 6 xúc tua dài ngoằng. Đặc biệt, nhiều thông tin còn cho rằng nhan sắc của Ursula chính là dựa trên ca sĩ, diễn viên huyền thoại Pin. Còn với 6 người chị em của Ariel thì được đặt tên theo những người cụ thể. Ví dụ như Athena thì lấy cảm hứng từ tên của một bài hát Alan Menken, Attica, Evin Queen of the Galaxy hay nàng tiên cá Andrena lại là tên của một huấn luyện viên thể dục nhịp điệu của đạo diễn bộ phim. Bên cạnh đó, tạo hình của hoàng tử Eric trong The Little Mermaid lại được cho là rất tương đồng với nhan sắc thực phẩm của nam ca sĩ Harry Styles. Hay như tạo hình của các thủy thủ trên tàu của hoàng tử Eric thì được lấy cảm hứng từ bức tranh biếm họa của nhân vật trong đoàn phim. Và các bạn thấy ấn tượng nhất với nhan sắc thực phẩm nào đằng sau mỗi nhân vật nổi tiếng kể trên thì nhớ comment chia sẻ cảm nhận cho mình biết nha. Người cá tên Ariel nhưng mà giao diện Oreo. Da màu không có tội nhưng mà đạo diễn quá là có tội với tác phẩm gốc luôn. Comment từ bạn Nolens. Hay như bạn Đoàn Văn, nếu tôi là hoàng tử, tôi sẽ không lấy nàng tiên cá này. Còn Thành Võ thì bày tỏ ý kiến, hãy giải cứu mụ bạch tuộc khỏi nàng tiên cá. Còn Kim Ốc Trang thì nhận xét có tâm hơn. Phim khá ổn, nhưng vấn đề là xem phim mất hơi nhiều thời gian bởi vì sau khi ra khỏi rạp, tôi mất thêm tiếng rưỡi nữa để xem lại bản hoạt hình gốc để thanh tẩy tâm hồn và lấy lại hình tượng Ariel trong trí nhớ hồi bé. Chán ghê cơ, đã nỗ lực đóng phim cho mà xem lại còn bị chê, buồn thật sự ấy. Tại sao phim nàng tiên cá lại bị chê nhiều đến như thế? Chà chà, xét về độ nổi tiếng thì khỏi phải bàn rồi. Thử hỏi có ai ở đây chưa từng xem qua phiên bản hoạt hình của nàng tiên cá năm 1989 đình đám, nổi bật bật với nàng thơ Ariel tóc đỏ bồng bềnh, vô cùng xinh đẹp và thông minh, mỗi tội cái nết có phần hơi bướng bỉnh. Mặc cho vua cha cấm cản đến gần con người, nhưng cô vẫn ngày ngày trôi lên mặt nước, nhìn lén cuộc sống tất bật của con người, xem có gì vui không, thậm chí có lần thấy tàu gặp nạn. Cô không ngần ngại nguy hiểm, hóa mỹ nhân cứu anh hùng, mà cụ thể là cứu hoàng tử Eric sau tai nạn đắm thuyền thảm khốc, chứ không là giờ đây hoàng tử đã mồ yên mả đẹp xanh cỏ từ lâu rồi, còn đâu là nhân vật chính cho chúng ta xem nữa. Đồng thời thì cũng nhờ vào hành động bao ngầu kể trên mà Ariel đã trở thành nàng công chúa Disney đầu tiên dám đứng ra bảo kê người yêu. Thậm chí trong đám cưới của Cruz, Ariel dù rất buồn nhưng cũng không ngần ngại choảng tới số mụ phù thủy Ursula hòng cứu hoàng tử lần thứ hai. Đấy, đã xinh đẹp lại còn được cái mạnh mẽ, dũng cảm thế này thì bảo sao mà không lắm fan cho được. Thắng 2 giải Oscar là còn hơi ít ý. Bù lại, doanh thu của phòng vé thì cực kỳ là ấn tượng, lên tới 211,3 triệu đô la, tương đương với 4.961 tỷ đồng trên toàn cầu. Sau đó, đến năm 2000 và 2008, Disney tiếp tục cho ra mắt các phiên bản về cuộc đời của nàng tiên cá xinh đẹp The Little Mermaid 2, Return to the Sea và The Little Mermaid Ariel's Beginning, nhưng cả hai đều bị chê tơi tả về chất lượng và không thoát khỏi cái bóng quá lớn của phần đầu phim. Cho đến năm 2023 này đây, bản live action do người đóng The Little Mermaid, tình yêu của nàng tiên cá da màu lại một lần nữa khiến khán giả bùng nổ tranh cãi vì tạo hình phá nát tuổi thơ của nhiều anh chị em. Nhưng mà nói gì thì nói, khán giả mất tiền đi xem thì cũng có quyền được khen, được chê, phát biểu cảm nhận phải không nào?
Trước hết, nói về lý do mà Disney khiến khán giả ôm nỗi thất vọng, phần lớn đến từ tạo hình vỡ mộng của nhân vật chính, vì màu tóc nâu đã đành lại còn xoăn tít như cọng mì tôm. Rồi thì làm sao? Chải tóc bằng cây dĩa như trong phim hoạt hình được đây. Thậm chí, sau khi xem phim, nhiều người còn không ngần ngại đẩy thuyền cho couple hoàng tử và bạch tuộc thay vì cặp đôi chính. Bởi nhan sắc của ác nữ bạch tuộc Ursula khi lên bờ lại quá là mê mẩn đi mà. Ngay cả ở phiên bản bạch tuộc dưới đại dương thì dù không xinh nhưng mà cũng rất là thần thái. Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất cũng là câu chuyện đáng bàn khi nàng tiên cá Halle Bailey lộ rõ sự hạn chế về biểu cảm, nét tự nhiên trong một số phân đoạn, nhất là ở những phân cảnh đóng cùng với đàn anh đàn chị tiếng tăm như Melissa McCarthy hay nam diễn viên Javier Bardem thì nàng tiên cá hoàn toàn lép vế. Điểm cộng duy nhất hiện tại của nữ sao sinh năm 2000 chính là giọng hát khỏe và đầy cảm xúc. Dẫu vậy, chuẩn mực cái đẹp ở mỗi nơi là khác nhau, chúng ta cũng không nên buông lời cay đắng hay boy đi Samsung một ai đó chỉ vì họ không vừa mắt với mình. Và nếu như nhìn ở một mặt tích cực nào đó, nhan sắc của nàng tiên cá da màu thực sự quá là xinh đẹp và diễm lệ trong mắt những đứa trẻ này đây này. Bên cạnh đó thì các nhân vật phụ như là chú cá ngộ nghĩnh Flounder, chú quốc mắt lẻo Sebastian hay chú chim hóng hớt Squirtle ở bản live action lại không đạt được như kỳ vọng vì tạo hình quá mờ nhạt và vô hồn. Thêm vào đó, kịch bản có nhiều chi tiết khiến phụ huynh không hài lòng bởi một số chi tiết quá là nổi loạn. Vì Ariel không nghe lời cha, liên tục chống đối, lại làm ra những hành vi gây ảnh hưởng rất lớn tới thủy cung và rất nhiều người khác. Đi ngược lại với những quy định vốn để nhằm bảo vệ thủy cung. Vì thế các bạn đã biết, trong bản hoạt hình ra mắt vào năm 1989, nàng tiên cá mới có 16 tuổi, đã vì tình yêu mà đánh đổi cả giọng hát, thậm chí là không tiếc thân mình. Nếu so với các bạn học sinh bây giờ thì mới học lớp 9 chứ bao nhiêu. Thế mà đã chống đối cha mẹ, bỏ nhà đi theo tình yêu thế này là hỏng, quá hỏng đấy nha. Thêm vào đó, nếu ở bản gốc, công chúa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm do quyết định của mình. Gì chứ, có gan bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu thì phải có gan chịu tội thôi, thậm chí là phải đánh đổi bằng cả tính mạng và bị tan biến thành bọt biển. Còn ở phiên bản này, nếu nàng Ariel không thể có được nụ hôn từ tình yêu đích thực của hoàng tử Eric thì sẽ trở thành thuộc hạ của Ursula. Chính vì lẽ đó, cha của cô nàng không cam tâm nhìn con rơi vào tay của mụ phù thủy độc ác mà đã hy sinh mình để Ariel được tự do. Thế đấy, yêu đương rồi còn báo cha mất mạng như thế này thì có tai hại không cơ chứ lại. May mà có hào quang của nhân vật chính vớt lại tí hình tượng. Dù là cảnh Ariel hỗn chiến với mụ bạch tuộc có phần là hơi ảo, ai đời nắm giữ cả cây tinh ba thống trị cả biển cả. Thế mà chỉ một đòn tấn công từ mũi thuyền của Ariel là mụ Ursula đã ngòm cú tỏi rồi. Cái lúc đi xem phim là mình cứ tưởng bà Ursula sẽ bị chính cây tinh ba phản đòn, kiểu như là gậy ông đập lưng ông ý. Thế mà phim lại diễn ra như vậy thì cũng hơi nhạt đấy. Nhưng dù sao, cái kết vẫn có hậu, ác giả ác báo, nhân vật phản diện, độc ác bao giờ cũng sẽ bị tiêu diệt. Còn người cha hiền lành, hết lòng vì con cái như vua Triton thì đã được hồi sinh. Trong khi đó, tình yêu bọ xít giữa nàng tiên cá và hoàng tử cũng đơm hoa kết trái. Và thế giới giữa người cá và người thường đã hòa bình trở lại. Tuy nhiên phải công nhận là ở bản live action là hai bài hát kinh điển Parts of Your World, Under the Sea qua giọng hát của Halle Bailey đều làm tăng trải nghiệm cho người xem rất nhiều. Vậy thì các bạn có tò mò về cách tạo ra bữa tiệc âm nhạc đầy cuốn hút này hay không? Chúng ta cùng khám phá ngay phần tiếp theo nhé! Cách hóa trang, lồng tiếng cho nhân vật trên phim. Các bạn ạ, sau Lọ Lem 2015, Người đẹp và quái vật 2017 hay Hoa Mộc Lan 2020, Nàng tiên cá 2023 chính là công chúa Disney tiếp theo có hành trình phiêu lưu trên màn ảnh rộng. Bộ phim chiêu đãi người xem bằng bữa tiệc âm nhạc và hình ảnh, những ca khúc thân quen và kinh điển từng gây sốt trong những bản phim hoạt hình năm 1989 như Parts of Your World, Under the Sea v.v. được tái hiện một cách tươi mới, sôi động mà vẫn giữ được tinh thần như trước đây. Đặc biệt, người thể hiện tất cả những siêu phẩm kể trên lại là do chính chủ nàng tiên cá da màu Halle Bailey thể hiện, chứ không phải là người khác hát rồi ghép vào đâu nha. Trong khi đó, ác nữ bạch tuộc Ursula, Melissa McCarthy cũng nổi bần bật với tiếng ca vừa ma mị, vừa cô độc trong siêu phẩm âm nhạc Poor Unfortunate Souls. Đặc biệt, bên cạnh những ca khúc kinh điển, phiên bản nàng tiên cá 2023 còn mang đến hẳn 3 bài hát hoàn toàn mới dành riêng cho hoàng tử Eric và dàn diễn viên phụ siêu cute Squirtle và Sebastian. Chưa kể, tất cả các ca khúc kể trên đều được thu âm với dàn nhạc sống vô cùng xịn sò và chuyên nghiệp đấy nha. Còn phần thu âm thì khỏi phải nói rồi, ai nấy cũng đều rất tâm huyết với nhân vật của mình, không chỉ trau chuốt qua từng lời thoại. Mà đến cả gương mặt và hình thể cũng rất biểu cảm. Bên cạnh
đó thì phần hóa trang của các nhân vật cũng rất được nhiều người quan tâm. Vất vả nhất chính là màn hóa trang của bạch tuộc Ursula. Vì để có thể cho ra dáng độc ác, xấu tính và đanh đá từ bản gốc, thì nữ diễn viên Melissa McCarthy phải ngồi hàng giờ đồng hồ để make up tới make up lui, bồi bồi chát chát cả tấn phấn trên mặt sao cho ra dáng dữ dằn nhất. Riêng phần tạo hình của nàng tiên cá Ariel, ít ai biết được rằng để có được mái tóc bồng bềnh nhất khi ở dưới nước, ekip đã phải mất 14 giờ liên tục để tạo ra kiểu tóc cho Halle Berry trước khi vào mỗi đợt quay, đồng thời chi tới 150.000 đô la, tương đương với khoảng 3,5 tỷ đồng để duy trì kiểu tóc cho nữ diễn viên trong suốt thời gian cô vào vai này. Ngoài ra, nếu các bạn từng được xem những show thủy cung có các diễn viên vào vai nàng tiên cá, chẳng cần bình oxy nhưng vẫn cứ bơi ầm ầm rất lâu ở dưới bể để cho chúng ta những màn trình diễn mãn nhãn, thì đến với hậu trường phim, không biết là người ta quay ở đâu và diễn viên làm gì mà có thể uốn lượn rất là tự nhiên và đỉnh đến như thế, tất cả đều có bí mật của nó đấy. Đột nhập hậu trường phim. Nhìn vào những thước phim lung linh là lên luôn thì hẳn ai nấy đều nghĩ các diễn viên phải xuống nước hay là thủy cung thật để quay phim đúng không nào? Nhưng mà không, cái gì khó đã có phông xanh lo. Từ những phần cảnh bơi lượn cực nghệ cho đến cảnh dìu dắt nhau lên thuyền, trèo qua trèo lại, tâm sự lãng mạn, hết thảy đều là đứng tại một khung thuyền có tấm vải xanh đằng sau. Việc của diễn viên là cứ diễn theo đạo diễn chỉ đạo, còn việc chén mây mưa sớm chớp trên trời hay bất cứ cảnh gì đằng sau như thế nào thì đều có đội kỹ thuật lo, miễn sao diễn viên thể hiện thần thái y như được đóng ở bối cảnh thật là được. Riêng mấy phân cảnh khó như là bơi lượn, múa may quay cuồng dưới nước thì được bonus thêm chùm dây dợ và cáp treo ở phía sau lưng để hoạt động được trơn tru và tự nhiên hơn. Đương nhiên, vì cuộc sống của Ariel chủ yếu ở dưới nước nên ngoài các cảnh tại phông xanh, Halle Berry cũng nằm ngâm mình dưới nước tới 13 tiếng mỗi ngày để phục vụ cho các cảnh quay sao cho trên phim chân thực nhất có thể. Phần đuôi của tiên cá được xử lý CGI mượt mà. Thêm một điểm cộng khác của phim đó chính là số lượng các loài thủy sinh vô cùng là phong phú với những con giun lông ngựa, con sao biển, sên biển xanh, bạch tuộc và rất nhiều các sinh vật thú vị khác. Tạo hình của các em này thì 100% là nhờ kỹ xảo 3D. Riêng mấy phân cảnh có sự xuất hiện của dàn diễn viên phụ như là cá Flounder, cua mách lẻo Sebastian hay chim hóng hớt Scuttle thì sẽ bonus thêm dàn hình ảnh chạy bằng cơn như thế này đây này. Và tiếp theo là một tin mừng dành cho những bạn nào có niềm đam mê hóa thân thành những nàng tiên cá thực sự đấy. Trường học nàng tiên cá. Được trở thành một nàng tiên cá xinh đẹp là ước mơ của không ít cô gái. Chính vì vậy, một ngôi trường đặc biệt ở Philippines có thể biến những giấc mơ của các cô gái thành hiện thực. Học viện bơi tiên cá được thành lập tại thủ đô Manila, Philippines, cung cấp các khóa học để hướng dẫn các cô gái cách bơi giống nàng tiên cá khi đeo một chiếc đuôi cá ở dưới chân. Ngoài ra, khóa học còn hướng dẫn kỹ thuật thở dưới nước, kỹ thuật lặn như cá heo hay thực hiện nụ hôn gió ở dưới nước. Khóa học cũng hướng dẫn cho các học viên cách cư xử nhẹ nhàng và sang trọng như một nàng tiên cá. Và không chỉ có trường đào tạo đâu nha, thậm chí nó còn trở thành một nghề cực hot cho những ai vừa muốn thỏa mãn đam mê mà lại vừa muốn kiếm bội tiền. Để làm được công việc này, các nữ diễn viên phải bị buộc hai chân lại, mang thêm chiếc đuôi nặng và có khả năng nín thở lâu dưới nước. Không chỉ vậy, họ luôn phải mỉm cười, biểu diễn thành thục những động tác biểu diễn uyển chuyển dưới nước. Đặc biệt là việc ngâm mình cũng cần phải có một sức khỏe rất là tốt, nếu không là sẽ rất dễ bị ốm luôn đấy. Nhưng bù lại, mức cát xê cũng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các buổi biểu diễn, nên kể ra đánh đổi cũng đáng đấy các bạn nhở. Và có bạn nào ước mơ trở thành nàng tiên cá ngoài đời thực thì nhanh tay mau học nghề đi. Vì ở Việt Nam, nghề này cũng đã có mặt ở các khu thủy cung của nhiều khu giải trí rồi đấy. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều bí ẩn ly kỳ thú vị và không kém phần đáng sợ liên quan đến nhân vật người cá. Và các bạn cảm thấy bất ngờ với sự thật nào nhất? Đừng quên comment, bày tỏ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nhé. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.